Bạn có đang hút thuốc lá không? Bạn có thấy sức khỏe mình giảm sút do thuốc lá không? Bạn có bị vợ hay người yêu phàn nàn về thói quen này không? Bạn có bị người khác khó chịu khi hút thuốc lá ở nơi công cộng không? Bạn có lo lắng con bạn sẽ bị hút thuốc lá thụ động không? Và quan trọng hơn hết là bạn có muốn bỏ thuốc lá không? Chúng tôi sẽ mang đến một giải pháp giúp bạn giải quyết mọi vấn đề ở trên. Chúng tôi sẽ giúp bạn cai thuốc lá một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Chúng tôi cam kết khi sử dụng một liệu trình hướng dẫn kèm theo hoàn toàn bỏ được thuốc lá từ 3 đến 7 ngày. Cắt cơm thèm thuốc ngay lập tức sau khi súc miệng, hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Bạn sẽ được giao hàng tận nơi trên cả nước. Được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24 trên 7 trong suốt quá trình sử dụng. Vô cùng khó tin, họ phải thật sự giật mình tại sao lại cai thuốc lá chỉ trong 3 đến 7 ngày, lại có thể dễ đến như vậy. Bài thuốc này đã có hơn 20.000 người thành công cai thuốc lá vĩnh viễn, cai được thuốc lá với cả người nghiện 30 đến 40 năm. Bạn chỉ cần nhịn thuốc lá cho tới khi thèm thuốc không chịu đựng được thì ngậm một ngụm nhỏ cai thuốc lá, ngậm cho đến khi nghe có thấy mùi hơi khen khét khoảng 3-5 phút rồi súc miệng nhổ đi, không súc miệng lại bằng nước. Cứ như vậy 3 đến 5 ngày sẽ hết thèm thuốc lá, không hề có tác dụng phụ. Chính sách hoàn tiền trả tiền nếu không thấy hài lòng về chất lượng sản phẩm. Khách hàng vui lòng phản hồi bộ phận chăm sóc khách hàng nếu sử dụng sau 4 ngày không thấy kết quả rõ rệt. Hoàn tiền trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu sản phẩm không có tác dụng. Khách hàng thanh toán chi phí giao hàng, phí vận chuyển, hoàn tiền chỉ 450.000 một liệu trình cai thuốc lá dứt điểm, thuốc lá và thuốc nào. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay số điện thoại 0985 895 810 để được tư vấn đặt thuốc. Tôi xin nhắc lại, các bạn hãy gọi ngay số điện thoại 0985 895 810 để được tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn trong 37 ngày. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.